Hello, xin chào anh em. Đây, buổi sáng ở Kè Né nè anh em. Hơn nửa phần trăng nè. Ghe tàu quá trời luôn anh em. Mình chụp khoảng tầm 7-80 chiếc rồi. Neo đầu núp gió bữa giờ nè. Đây có tàu nhựa Thanh Nam 135 nữa nè. Mình chụp toàn là chiếc hầm mấy mét không à. 34, 25, 27 mét. Đủ loại. Ê, kia anh em, mình chụp vô lấy đá đi biển rồi. Bữa nay là 17 mấy giờ nghỉ trăng, neo nghỉ quá trời nè. Còn cả trăm chiếc mình chụp về anh em. Nhiều tầng, nhiều lớp lắm. Đó, quay tổng thể cho anh em xem. Lớp là trăm cảng nữa rồi. Đó, đây. Chút nữa là mình theo cái chị thuyền thúng kia đi trải nghiệm thuyền thúng với chị đi dạo. Còn bây giờ cái nội dung chính là trong video là mình sẽ tắm nước sông Kè Né nha anh em. Anh em thấy nước sông Kè Né nè, mình sẽ quay nước sông Kè Né cho anh em xem rồi mình mới tắm sâu. Nước sông Kè Né nè anh em, rác không à, rác như là ké anh em, ké mà bữa giờ là kẻ thu mua kẻ Phú Yên với thu mua của Bình Định là chở vô đây kẻ hơn cả 1000 tấn nục đỏ chuối anh em, con loại 7-8 con ký á. Đó, mình chụp nữa kìa. Đây mình quay tổng thể rác cho anh em, rác quá trời quá đất luôn nè. Mấy chiếc ghe lớn, ghe nhỏ có hết. Nó vô này nè anh em, vô này nó quậy buồn lên thúi in nè. Nói chung là nước sông là quá thúi luôn nha. Đó, giờ mình trải nghiệm bữa nay là nó có đặc biệt một xíu là mình trải nghiệm tắm nước sông thúi cho anh em xem. Mấy bạn ở nhà là tắm buồn, mấy bạn tắm trắng, mấy bạn tắm tiên, mấy bạn tắm biển, mấy bạn tắm resort. Còn mình là mình tắm cái nước sông thúi như thế này nè. Đây, phía bên này là anh Năm cô Quy 19 đang rửa chén. Mình cũng giới thiệu luôn với anh em là anh em đừng có thách thức anh Năm nha. Tầm cỡ như anh Năm đây bây giờ cũng phải rửa chén nè. Đó, rửa chén tiếp tục với anh Năm. Tô chén sạch hết hết trơn. Đây, một buổi sáng rất là đẹp, mặt trời lên rất là đẹp. Và mình trải nghiệm tắm nước sông thúi cho anh em xem. Đó anh em coi nè, nước sông này gì lợn cợn là đủ cái thở loại hết. Đó, không thiếu cái thở loại gì. Quá ư là dơ bẩn nha anh em. Năm ơi Năm, đây mình nhờ anh Năm cầm cái máy quay. Anh quay mình tắm nước sông thúi cho các bạn xem. Đây anh em, ngầu soi tại góc đây. Cầm nó thẳng cân bằng gì nha. Cầm nó đỡ ra nè, đỡ ra thì đừng có soi vô ghi nhiều quá. Soi đây khu vực đang tắm nè. Rồi, trải nghiệm nha các bạn. Các bạn tắm resort còn mình là tắm đất sông thúi nha. 1 2 3. Chưa được, thúi quá. Wow, chưa nè. Wow, mời với ngay vô. Thúi quá anh em ơi. Thúi quá chịu hết đậu. Biển là thúi. Chưa được lấy, đưa đèn pin cho anh em.
chưa? Nước này là mình thải không đâu. Đây anh em, đây là bố về đang làm bắt ốc ở dưới sông Kè Né. Ồ, thằng nào vậy? Đâu được đâu? Ngay xuống đây mà. Sâu vô đóng không? Sâu vô động lập tốt luôn mà sâu lên đây không trúng hết. Hào quá heo vậy. Các lấy bèo tay được đi đây mà dỡ mà anh em. Mà nhẹt nhét cái tay. Hai quanh quanh nè. Cổ trăm bờ. Cái năm trò lặn được lặn xuống kia ổ em khổ năm trò. Giống quá giống ông dùng 5.000 bo ra. Đưa cái đó luôn anh em. Lệnh ốc mà tìm không ra. Đem anh. Đem chặt vô, đủ mày rớt không có tiền đo nè. Rớt, phải là rớt rồi. Tự nhiên mà đi rớt. Không cam, cam mày đi không là đã rớt. Cam đang rung tay nè. Rung tay, cam mày đi đó. Rồi tiếp tục bò đeo gương lại bị lọc mũi thúi. Yo. Wow, ốc quá ốc. Đồ mà ốc đi làm gì ngon không? Đồ ốc đi lên nhậu được á. Wow, anh ở không coi như là mò tứ luôn con mực. Mít không còn là con gì ở dưới biển quá gớm bôi về. Bôi về siêu tầm. Xong rồi, xong rồi. Thôi quá, thôi quá.